Vâng, chào cả nhà, chào mọi người. Hôm nay em làm đoạn video để gửi gắm đến với mọi người, đến với các bác, các bạn, các anh hai chiếc âm ly đã qua sử dụng. Hai chiếc âm ly này thì thưa với mọi người là còn zin, cũng như một số video em đã trình bày đến với mọi người đấy. Em là người chuyên thu mua đồ cũ mua đi bán lại. Và cũng đầy đủ là cũng trình bày lại một chút là không phải là mua về để sửa chữa, bởi vì cái vật tư rồi là cái thời gian ngồi làm nó mất nhiều. Em không mua về để sửa chữa, tức là những con máy này là không qua sửa chữa. Tất nhiên nó sẽ có một vài cái điểm gì đó, ví dụ như con đen ở trên này này là em nói đùa đầy đủ luôn là em phải thay cái dây nguồn của nó. Đây, cái dây nguồn của nó là chuột nó rấm, người ta cuốn bằng dính thì em để vậy thì bán thì nó có phần sợ là nhà ai đấy. Đấy thì em thay cái dây nguồn, em không có dây đen, em thay bằng cái dây Trần Phú. Và đấy 1,5 m. Thứ hai nữa là cái âm ly dưới này, con gan ly dưới này này, em có thay một cái chiết áp to nhỏ này. Thế thôi, còn tất cả mọi cái này em dầu mỡ lại hết, còn thay một cái chiết áp to nhỏ này, vạn này nó hơi đột rệt, để mà tra dầu vào thì cũng được, nhưng mà cái này là hay dùng nhiều nhất, hay chỉnh nó đến nó nhất. Đây nó là chỉnh master, còn đây nó là chỉnh music, đây là chỉnh tiếng trong nhà, còn đây là chỉnh cho cả karaoke. Đấy thì là em hay, nó hay dùng đến nó nhất thì em phải thay nó đi. Hai chiếc âm ly ruột gan còn zin mọi người nhé. Hai con này đều chạy 4 đèn to, 4 đèn Toshiba. Con này mỗi con chỉ kéo được một cặp bát 25. Hát karaoke gia đình. Vâng, đấy, nói chung nó là như thế. Cặp bát 25 là ngon lành mọi người nhé. Bởi vì em là người thợ sửa chữa âm ly, em chuyên làm âm ly này. Nhưng mà đến bây giờ mua thì đấy, tại sao em mua về thì một số các bác mặc niệm bảo là hay là mua về ông sửa chữa cấy ván lắp ghép, nhưng không. Bởi vì là một số năm qua em cũng được một số bác, bạn bè, anh em tin tưởng mua bán, nó có thế nào trình bày vậy luôn. Bởi vì nói thật là mua về để sửa chữa thì nó mất nhiều thời gian lắm. Mà một ngày lao động bây giờ ở đất Hà Nội này thì đi phụ vữa được 300-400 nghìn. Cho nên là nếu mà ngồi mà chữa một ngày thì không bỏ cái công. Mà bán một con âm ly này thì chỉ được lãi 100-150 công đóng gói gửi đi cho các bác nếu các bác mở xa mua. Này còn thùng xốp nữa, cho nên là không thể mua về để chữa được, cứ nói đầy đủ là như vậy. Chứ còn những cái này, những cái chiết áp này thì là anh em mình dùng, ai dùng thế thôi. Một thời gian 5 tháng, ví dụ những cái hay chỉnh thì nó không sao. Nhưng cái ít khi chỉnh thì nó bị bó hoặc là nó bị mo ve vào là em phải dầu mỡ lại, cái điều đó là chắc chắn rồi. Đấy, còn những con đấy thế thôi. Thì em xin giới thiệu luôn là hai con này là chạy, một con là 168 này các bác nhé. Pro 168A, còn một con là 468. À, con vàng là 468 mọi người nhé. Những con này thì máy ruột gan là còn zin nguyên. Đường vang nhại của nó được cái ưu điểm là rất hay. Nó chạy con đi xe to đấy. Nó chạy con đi xe to cho nên đường vang nó mềm. Cái hàng Cani này thì cũng là hàng cỏ thôi chứ không phải hàng VIP. Cái loại Cani nó có loại VIP của nó gần chục triệu. Còn những cái con này nó là hàng cỏ, nó là công nghệ của Mỹ nhưng mà nó lắp ráp tại Việt Nam. Cũng là đầy đủ như vậy, nhưng mà nó được có thương hiệu đấy ạ, chứ không phải là tem của Bộ Công an chống hàng giả, chứ không phải là cái hàng cao ba nhá đâu. Cũng nói đầy đủ các bác, các anh chơi nhiều cũng biết. Và người tất cả những con này thì mua trước đây thì em chả biết bao nhiêu, nhưng mà em mua đi em bán lại thì như cái con trắng thì bây giờ em bán là 1 triệu. Con này em bán là 1 triệu. Nếu các bác đến nhà em ủng hộ tí tiền xăng. Bởi vì là thực ra thì 950 em bán cũng được, nhưng mà lý do là em các bác ở xa mà mua thì em phải mất công đóng thùng xốp. Và con trên này em bán 850 các bác nhé. Vì thực ra mà nói hai con thì nó như nhau, nhưng mà cái vỏ đen nhìn có vẻ nó không được, nhìn nó không được mỹ miều như cái vỏ trắng. Đấy, còn con đen này thì nó chạy hai vách riêng, mỗi bên hai con bo nhỏ. Còn con trắng là nó chạy một con bo công suất, nó chạy một bo to. Một bo to của nó, 4 con nó nắp liền. Đấy, chất âm con này thì tương đối, bởi vì máy móc thì còn nguyên zin. Đây em đang cho chạy bởi vì chả test được cả hai cái một lúc. Đấy, em đang cho chạy đây. Rất hay, chất âm rất hay đấy mọi người. Chưa rồi cũng chả ấy làm gì nhiều, cũng có hàng xóm người ta nói cho. Vâng, còn máy móc còn bên trong còn nguyên zin mọi người nhé. Em xin bảo đảm như vậy nhé. Con trên em bán 850 không bao ship. Con dưới em bán 1 triệu, nhưng còn đấy là các bác, các anh ở xa. Còn nếu các anh ở gần thì em mới công đóng thùng xốp thì bán 1 triệu. Ship là các bác phải chịu đấy nhé. Còn nếu các bác, các anh ở gần đến mà lấy thì em lấy 900, 950.
bởi vì em không mất công đóng thùng xốp, không mất công chở đi ra ngoài biếu cục. Bây giờ một khúc sông Đồng Lãi cũng chả ai là cái ấy gì đâu, cũng nói bằng thật là như vậy. Máy móc này em bao zin, tất cả hát karaoke ngon lành Cành Đào luôn mọi người nhé. Nếu cảm thấy về máy mà có trục trặc hoàn lại cho em gửi lại tiền. Cũng xin đầy đủ như vậy. Còn đầu những là cái hàng cũ thì các bác cũng biết. Còn bây giờ bỏ ra 2 triệu, 7 triệu 8 mua một con máy mới cũng được. Nhưng mà hàng nó nắp, hàng đầy đủ em chả dám nói, có người ta nói cho. Nhưng mà vỉ vung nó chán đời lắm. Nói bằng thật là như vậy luôn. Kêu thì nó vẫn kêu đấy, nhưng mà nó đổ đoàn của nó, em là người sửa em biết mà. Vâng, em xin gửi gắm đến mọi người như vậy. Ai mua thì em xin nói lại, con này nếu ai đến cửa hàng em mà lấy được thì em lấy 950 anh được. Còn con này thì em bán 850 các bác nhé. Vang vọng rất là tốt đấy. Vang vọng hát karaoke nhạc cũng rất là tốt. Vâng, thì ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em. Đằng sau rất là đẹp, vỉ vỏ rất là đẹp đấy mọi người nhé, chứ không phải là gì đâu. Đấy, có cái nào thì em trình bày đầy đủ lên đây như vậy. Vâng. Cửa hàng ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982897746 nhé. Em xin đọc lại 0982897746. Hôm nay thì em chuyển về bên nhà em làm. Thì nhà em là ở gần sân vận động Mậu Nương, phường Kiến Hưng, đấy, quận Hà Đông. Vâng, gần sân vận động Mậu Nương các bác nhé. Ai có nhu cầu đến đèn đỏ Kiến Hưng, khu Sala đấy, gần viện 103 đấy, khu vực viện bỏng viện 103 đấy. Là đến Sana là rẽ xuống đèn đỏ Kiến Hưng. Là em ở gần sân vận động Mậu Nương mọi người nhé. Các bác đến có nhu cầu điện trước cho em qua số điện thoại 0982897746. Em mới chỉ đường, các bác đến sẽ có giá cả ưu ái, em test âm được là điều tốt nhất. Bởi vì mua bán là nó phải thực tế như thế. Chứ còn này là các bác anh ở xa, ai có nhu cầu dùng, các bạn dùng với nó thì yên tâm. Không phải là cái đồ, đồng ý nó là đồ rẻ tiền, đồ đã đồ sử dụng rồi. Mất tiền thì cũng phải được dùng, cũng nói bằng thật như thế. Vâng, em xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác, các anh, các bạn đã xem video của em. Chào mọi người.